Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục với một cái video vẽ. Thì đây là một cái commission GB A5. Trong video này mình sử dụng giấy bao hông Vân Hot 300GSM màu Mizero Gold và hai cây cọ tiểu hồng mao. Ngoài ra còn có cây cọ Happy Long Sóc. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Để pha màu độ bóng cho da thì mình sử dụng màu cam với một ít màu tím pha lẫn với nước. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away. Để tạo chiều sâu cho tranh hơn thì mình dùng một ít màu tím để nhấn các điểm tối. Bây giờ thì mình lên bi cho tóc nhé. Giờ mình tỉa tóc nào. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Để tỉa nếp áo thì mình sử dụng một ít màu tím pha với đen. Giờ mình tô củ cà rốt thôi nào. Cho nó tiện nên là mình lai tranh bằng cọ luôn. Thank you.
Giờ thì mình vẽ một cái khung hình vuông ở đây rồi sử dụng một ít màu pastel của ngoài nai để tô nền nhé. Ở đây thì mình có 7 ban màu pastel. Để tô tranh này thì mình sẽ sử dụng ban thứ hai cho nó hợp với tông màu. Khi dùng màu này một cách trực tiếp thì màu khá là đặc và mình có thể sử dụng màu với dạng gouache. Nếu mọi người muốn hiểu rõ nhiều hơn về chất màu này thì mình sẽ tranh thủ thời gian và làm một cái video review màu này nhé. Ta-da! Vậy cái nền của mình cũng đã xong rồi nè. Màu xinh gì đâu á. Để vẽ bút trắng thì mình sử dụng một ít màu thiên long. Tiện tay cũng có thể dùng bút trắng vẽ thêm vài hình trái tim vào. Vậy đây của mình cũng đã xong rồi. Mọi người yêu thích video đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình có thêm động lực làm nhiều video nữa nha. Vậy thì bye bye.